Xin chào tất cả các anh em nha. Video này em hướng dẫn cho tất cả anh em nhận tóc cần những tóc cần gác trên YouTube Wallet các bạn. Hiện tại là tóc cần gác nhưng sau này mình không có biết các bạn. Hiện tại những tóc cần này trên YouTube Wallet cho miễn phí thì các bạn nhận các bạn. Vì những tóc cần này là thường thường tới tóc cần gác đó. Nhưng mà một khi nó lý sàn thì mình không biết được chuyện gì xảy ra nha các bạn. Rồi để bạn nào chưa biết tới YouTube Wallet thì để video tới YouTube Wallet cho tất cả các bạn các bạn. Rồi thì vào đây thì qua kia mình có hướng dẫn cho tất cả các bạn nhận chín gần 10.000 tóc cần đáp nè. Hiện tại rồi mình hướng dẫn cho tất cả các bạn nhận thêm một số tóc cần nha các bạn. Rồi bạn nhấp vào cộng nè. Mấy chút ra nhấp vào cộng nè. Mình tìm mình lục mấy những tóc cần gác các bạn ơi. Rồi các bạn nhập vào tìm kiếm các bạn gõ giờ G I M. Các bạn cứ lục, các bạn cứ lục rồi mở cái nào có thì các bạn nhận. Hiện tại nó cho còn cho nha các bạn. Sau này là như những cái tập cần này thì nó hết chương trình là nó không có cho nữa nghe các bạn. G rồi đây 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 IZM I G trời ơi sao chữ ghi mà qua thông cảm mà. Thôi mà kiếm tục càng khác đi mà. Rồi O L. Rồi các bạn mở cái tục càng EC20 nha các bạn. Rồi các bạn mở ra coi mình có nhận không nha các bạn. Anh chui đây. Wow. Wow. Chết. Không có các bạn. Không có kiếm tục càng khác nha các bạn. Rồi mình kiếm tục càng IBM mới có chắc nè. Mà mình gõ chữ gì thôi, cái máy của mình bị gì đúng. Rồi thông cảm các bạn. Giờ mình gõ chữ gì trước nè. Rồi nhấp chữ M sau cái. Nó chán rồi. Rồi các bạn thông cảm các bạn. Để mình ra ngoài đây mình sáng. Lục hồi nha mà kiếm tóc cặn. Không có mới sợ kìa. G sao kỹ tờ bấm đi G này cái xin giờ bấm đi G trước đi kia mà sao nó đảo ra hoài kỹ ta IB đi IB rồi tôi cần IB 230 nè các bạn cứ mở ra đi mở hết 4 con 5 con tóc cần này ra nữa gì mình đóng lại sao thế nào có nhận con à con này không nhận nè nó mà nhận được 90.000 tóc cần G I M rất là ngon để kiếm thêm nữa rồi tóc cần R T E này không có các bạn con này nữa mình các bạn nhớ gõ chữ là G G B nha các bạn con này nữa các bạn. Giờ mình kiếm tiếp con nữa coi. Hot Love gọi đại. Các bạn gọi đại nha các bạn. Rồi các bạn mở ra nhận nhiều lắm. Nó cho nhiều lắm. Tờ con này thì EC20 mở ra hết luôn. Có 4 con này có thế nào cũng nhận. Cứ mở ra các bạn. Rồi để có thế nào cũng nhận vài em nữa à. Sao không khó ta không có ha không có các bạn để mình gõ mình kiếm thêm các bạn G nè I G E C M kia có không có luôn I G tức cái ta cả chữ G nè chữ I nè G chữ I A nè chữ M nè thế nào cũng dính cái tóc cần này nè à cái tóc cần này nè các bạn ECM rồi các bạn bắt đắp giờ ba cái này luôn cái nào được được rồi các bạn ngồi ra các bạn
Thế nào dính cái à? Rồi không à, dính rồi, rồi các bạn ơi. À là hai các bạn. Các bạn nhớ ký hiệu nữa các bạn gõ cho mình GIM các bạn. Rồi kiếm thêm nữa nha các bạn. Cái nào có thì các bạn nhớ ghi vào các bạn. Kệ, ngày nay chơi đi, sau này có gì mình đổi đời các bạn ơi. À à à N đi. Gọi đại đi. A những tốc cần này tại nó chưa đích sàn thôi các bạn. À wow wow wow. À mà tìm được một tốc cần nữa nè các bạn gõ vào chữ hot love. Các bạn nhận 99.970.88 tôi cần cho là rất là nhiều luôn các bạn, để mình kiếm thêm nữa rồi mình quay tiếp cho các bạn nha các bạn. Rồi nha các bạn gõ thêm từ khóa là chữ ký hiệu này các bạn nhận được 19 là tôi cần nè. Cherry nè. Mình gõ trời mình gõ luôn, mình dính được có mấy cái tốc cần người ta. Rồi các bạn nhấp đại vào đây các bạn gõ đi. Thí đại dòng chữ thí đại nha các bạn. Rồi các bạn mở lên. Nhiều lắm. Ờ TC10 chắc không có rồi. EC nó cho EC10 mấy tốc cần không cho rồi. Sau khi chừng nữa các bạn giao dịch các bạn thấy những tốc cần này mà có cho giao dịch thì các bạn cứ nạp rút bình thường nha các bạn. Tại hiện tại này có gác nó chưa đích sàn thôi. Nhưng sau này nó đích sàn cũng có cái khác, cũng có cái giá trị nha các bạn. Rồi, vậy video kết thúc các bạn. Chừng nữa mình có giao dịch, mình có gặp mấy tốc cần nào thì mình thông báo cho tất cả các bạn bán nha các bạn. Vậy các bạn đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nha. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Ồ mình kiếm nãy giờ cũng nhiều các bạn.